Xin kính chào quý vị khán giả của Tâm Đa Media. Chào mừng quý vị quay trở lại với bản tin Chào Buổi Sáng. Kính chúc quý vị có một ngày mới với thật nhiều năng lượng tích cực. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của bản tin sáng hôm nay. Việc phân phối số tiền chưa dùng hết thu được từ sự đóng góp của người dân cho cậu bé Martin Zatlokao đã diễn ra được 3 tháng. Tổng số tiền quyên góp lên tới 151 triệu korun. Hơn một nửa số tiền này đã được sử dụng để phẫu thuật điều trị hội chứng di truyền hiếm gặp cho cậu bé. 1/3 số tiền còn lại đang được sử dụng để giúp đỡ cho những trường hợp gặp khó khăn khác. Cậu bé Martin thông qua tổ chức Donio đã nhận được hơn 150 triệu korun tiền ủng hộ và vào tháng 2 đã được phẫu thuật tại Pháp bằng phương pháp gen. Tình trạng sức khỏe của cậu bé đang ngày càng tốt lên. Tại Hodonin, ở phía nam Morava mới hoàn thành một địa điểm tham quan độc đáo mới. Tại chính địa điểm mà 3 năm trước một cơn lốc xoáy kinh hoàng đi qua, đã khai trương ngôi nhà thiên nhiên, đều được lấy cảm hứng từ di tích thiên nhiên ngoạn mục Hodoninska Duprava. Dự án trị giá 100 triệu kurun được hỗ trợ bởi quỹ Karel Komarek Family Foundation. Ngôi nhà thiên nhiên mới là nơi trưng bày trong nhà và ngoài trời về các loài động vật và thực vật quý hiếm. Ngoài ra, đối với trẻ em đến tham quan sẽ được truyền đạt các kiến thức dưới dạng tương tác và vui nhộn. Vào hôm thứ Hai, Bộ Tài chính đã công bố ngân sách nhà nước với mức thâm hụt là 210,4 tỷ korun trong 5 tháng đầu năm. Đây là mức thâm hụt cao thứ 3 trong tháng 5 kể từ khi Cộng hòa Séc thành lập. Vào cuối tháng 4, thâm hụt ngân sách giảm 57 tỷ korun. Vào tháng 5 năm ngoái, mức thâm hụt đạt kỷ lục 271,4 tỷ korun. Dự kiến năm nay, mức thâm hụt ngân sách sẽ đạt 252 tỷ korun. Chính phủ Nhật Bản đã chính thức bắt đầu triển khai chương trình giảm thuế thu nhập cá nhân với tổng mức giảm được xác định là 40.000 yên, tương đương 255 USD. Chính sách được đưa ra nhằm hỗ trợ những hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi lạm phát. Cụ thể, kể từ ngày 1 tháng 6, người lao động Nhật Bản sẽ được giảm thuế thu nhập cá nhân 30.000 yên và thuế cư trú 10.000 yên cho mỗi cá nhân. Tuy nhiên, chương trình giảm thuế tạm thời sẽ không áp dụng cho người có thu nhập trên 20 triệu yên mỗi năm. Bên cạnh đó, chính phủ cũng sẽ trợ cấp tiền mặt cho đối tượng có thu nhập thấp, gồm cả người được miễn nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế cư trú. Mức hỗ trợ cho mỗi gia đình có thể lên tới 70.000 yên. Ước tính chương trình giảm thuế mới nhất sẽ khiến chính phủ Nhật Bản tiêu tốn khoảng 3.280 tỷ yên và được áp dụng cho khoảng 95 triệu người dân. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa mở tài khoản và bắt đầu sử dụng TikTok, ứng dụng video ngắn ông từng tìm cách cấm tại Mỹ khi đương nhiệm. Ông Trump tham gia mạng xã hội TikTok trong đêm 1 tháng 6 với tài khoản @RinDonaldTrump. Tài khoản thu hút hơn 3 triệu lượt theo dõi tính đến 8 giờ ngày 3 tháng 6. Trước đó, ông Trump từng nỗ lực cấm TikTok vào năm 2020, thời điểm mà ông vẫn là đương kim Tổng thống Mỹ. Đến tháng 3 năm nay, ông vẫn xem TikTok là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, nhưng đã thay đổi quan điểm. Ông Trump cho rằng lệnh cấm đối với mạng xã hội trên sẽ gây tổn hại cho một số người trẻ và càng làm lợi cho mạng xã hội Facebook, cũng là nền tảng mà ông chỉ trích mạnh mẽ. Tờ The Sun đưa tin hai chiếc máy bay đã va chạm giữa không trung trong khuôn khổ một cuộc triển lãm hàng không ở Bồ Đào Nha, khiến ít nhất một phi công thiệt mạng. Tai nạn xảy ra khi một trong 6 máy bay trình diễn trong đội hình tăng độ cao bị mất lái và va chạm với một máy bay khác, dẫn đến cháy động cơ và lao xuống mặt đất. Lực lượng cứu hộ đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và ban tổ chức buổi trình diễn đã cho tạm dừng sự kiện này. Trong một tuyên bố ngắn, Không quân Bồ Đào Nha thông báo một phi công đã thiệt mạng và một phi công khác bị thương. Chính quyền thủ đô Bangkok, Thái Lan mới đây đã ra chính sách mới về việc kinh doanh trên vỉa hè. Theo đó, chỉ những người bán rong có thu nhập dưới 25.000 baht, tương đương 680 USD mỗi tháng mới được phép bán hàng ở vỉa hè, không gian công cộng, trong bối cảnh thủ đô Thái Lan đang nỗ lực chỉnh trang, cảnh quan thành phố. Giới chức thành phố Bangkok, Thái Lan đã công bố một loạt biện pháp thực thi chính sách này, trong đó yêu cầu toàn bộ người bán hàng rong đăng ký vào hệ thống nộp thuế của quốc gia, giúp chính quyền Bangkok tiện giám sát thu nhập. Kể cả khi thu nhập của họ chưa phải chịu thuế, họ cũng cần đăng ký vào hệ thống. Xây dựng hồ sơ đưa phở vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng thời bảo tồn văn hóa ẩm thực gắn với phát triển du lịch địa phương là nội dung chính được đưa ra tại tọa đàm khoa học phở trong bối cảnh đương đại dưới góc nhìn từ di sản văn hóa do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Nam Định tổ chức vào ngày 2 tháng 6. Trong số đó, cần chỉ rõ hương vị đặc trưng, điểm nhấn của phở Nam Định khác biệt so với các tỉnh, thành phố khác nằm ở khâu chế biến nước dùng, bởi đây là yếu tố quyết định để hãng truyền thông CNN Mỹ đưa ra lựa chọn và vinh danh phở Việt là một trong 20 món ẩm thực có nước dùng ngon nhất trên thế giới.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào buổi sáng của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị với những tin tức mới vào ngày mai.